Sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế đất nước có những bước chuyển mình quan trọng. Tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu giao thương tăng mạnh, đặc biệt là nhu cầu vận tải hàng không. Các cảng hàng không được đầu tư xây dựng mở rộng. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ phi hàng không không theo kịp tốc độ phát triển. Với mong muốn cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn, đem đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao, cải thiện và góp phần thay đổi chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, năm 2005, Taseco đã chính thức ra đời và đi vào hoạt động. Từ xuất phát điểm với một nhà hàng mang thương hiệu Lucky, kinh doanh dịch vụ cà phê và fast food tại tầng 4 nhà ga T1 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đến nay Taseco đã trở thành một trong ba đơn vị kinh doanh dịch vụ phi hàng không lớn tại sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Phú Bài Huế, với các dịch vụ kinh doanh chính như nhà hàng, cà phê, fast food, bách hóa lưu niệm, quảng cáo thương mại, viễn thông, du lịch, dịch vụ đón tiễn khách VIP. Taseco đã từng bước tạo dựng niềm tin, xây dựng được uy tín và thương hiệu đối với khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần thay đổi diện mạo của dịch vụ hàng không tại các cảng hàng không quốc tế. Sự xuất hiện của Taseco đã thổi một luồng gió mới, tạo nên diện mạo tiện nghi hiện đại của các sân bay, điểm trung chuyển giao thông vận tải quan trọng, cửa ngõ đón chào và tiễn đưa khách quốc tế. Ngoài việc khẳng định được uy tín và chất lượng dịch vụ phi hàng không, Taseco đã phát triển mạng lưới, triển khai mở rộng kinh doanh dịch vụ tại một số trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội như nhà hàng Royal Buffet, nhà hàng Thế Giới Lầu, nhà hàng Nhật tại trung tâm thương mại Royal và Tham City, nhà hàng Lucky Restaurant tại tòa nhà 28 tầng làm quốc tế. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng luôn là tiêu chí của công ty. Taseco luôn coi dịch vụ là một trong ba mảng kinh doanh trọng tâm, là xương sống cho sự phát triển của công ty. Năm 2007 đánh dấu bước phát triển mới của Taseco. Sau gần 2 năm hoạt động, số lượng cán bộ nhân viên tăng gấp 3 lần so với ngày đầu thành lập. Một số các lãnh đạo giữ vị trí chủ chốt của Taseco hiện nay cũng đã rời bỏ những vị trí đáng mơ ước tại các cơ quan doanh nghiệp để về tham gia điều hành công ty. Với sự chung sức, đồng lòng, nguồn nhân lực cấp cao ấy đã mở ra các lĩnh vực hoạt động mới cho Taseco. Từ đó, mảng kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính của công ty đã được hình thành. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản Taseco với thương hiệu Taseco Land luôn được đánh giá là sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu và nhận được nhiều danh hiệu của các tổ chức. Taseco Land đã tham gia đầu tư, phân phối và làm chủ đầu tư thứ cấp nhiều dự án. Sau đó, Taseco đã mạnh dạn chuyển hướng đầu tư sang làm chủ đầu tư dự án. Cuối năm 2010 và đầu năm 2011, trong lúc thị trường bất động sản đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, nhiều dự án dừng triển khai, Taseco đã mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng mô hình kinh doanh bất động sản mới tại Việt Nam. Đó là mô hình căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng Ocean View Apartment Hotel tại Đà Nẵng. Đến nay, với thương hiệu A La Carte, dự án vẫn là điểm sáng, được các doanh nghiệp bất động sản khác lấy đó là mô hình phát triển bất động sản mẫu để triển khai. Với bước tiến này, Taseco không những xây dựng uy tín thương hiệu với cam kết tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng, mà còn đưa A La Carte trở thành dự án tiêu biểu và mở ra một hướng đầu tư mới cho các doanh nghiệp trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Thương hiệu của công ty dần được khẳng định mạnh mẽ trên bản đồ bất động sản với chuỗi dự án bất động sản quy mô khác nhau. Đến nay, Taseco đã phát triển hàng loạt các dự án tại các tỉnh thành lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nam Định. Đặc biệt, trong năm 2015, Taseco đang đẩy mạnh triển khai xây dựng một số dự án theo mô hình tổ hợp văn phòng và chung cư cao cấp tại khu đô thị Đoàn Ngoại giao Hà Nội như Taseco Complex, Phú Mỹ Complex, An Bình Complex. Hiện tại, đây là những dự án được thị trường đánh giá cao về tiến độ xây dựng, vị trí đắc địa, thiết kế và hoàn thiện cao cấp. Luôn đảm bảo hoàn thành và vượt tiến độ các dự án đầu tư bất động sản. Với chất lượng vượt trội, cao hơn cả cam kết, Taseco đã trở thành thương hiệu uy tín cao với khách hàng. Đây cũng chính là tôn chỉ, mục đích mà công ty luôn hướng tới. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính cũng là một trong ba hoạt động chính của Taseco. Công ty đã tái cơ cấu, thay đổi hàng loạt danh mục đầu tư, mở ra những hướng đầu tư mới, tham gia cùng những đơn vị, tổ chức có năng lực và uy tín để góp vốn đầu tư vào các mảng kinh doanh có triển vọng phát triển như liên doanh cùng tập đoàn miễn thuế hàng đầu Nhật Bản để thành lập công ty kinh doanh miễn thuế tại sân bay quốc tế Nội Bài.
tham gia thành lập và điều hành công ty hàng hóa Nội Bài với thương hiệu ACSV, góp phần thành lập công ty cổ phần dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam nhằm cung cấp cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế tại các sân bay. Đặc biệt, Taseco còn là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, hiện đang đầu tư xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Taseco đang hợp tác cùng với các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc để thành lập và phát triển một số công ty về dịch vụ du lịch và quản lý tòa nhà. Taseco tin tưởng rằng với sự hợp tác cùng các đơn vị có năng lực phát triển những mảng kinh doanh có nhiều triển vọng và việc trực tiếp tham gia quản trị điều hành, mảng đầu tư này hứa hẹn sẽ mang đến hiệu quả khả quan trong thời gian tới. Ngoài việc xây dựng công ty vững mạnh về kinh tế, Taseco cũng đặt văn hóa doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mình. Có thể khẳng định văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp, là nền tảng của sự phát triển, với mong muốn xây dựng Taseco thành một doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty luôn nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhân viên, đề cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp, cơ cấu bộ máy và tổ chức của công ty ngày càng hoàn thiện. Với đầy đủ các tổ chức đoàn thể chính trị, nhiều năm liền vững mạnh như tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội luôn được ban lãnh đạo công ty quan tâm và chỉ đạo. Hàng năm, Taseco luôn trích một phần lợi nhuận để thực hiện các chương trình hoạt động xã hội như chăm lo, hỗ trợ những gia đình cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Taseco cũng luôn chú trọng đến việc chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên. Hàng năm, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào nhằm gắn kết người lao động, tạo ra sân chơi văn hóa lành mạnh như các chuyến du lịch tham quan dã ngoại, các cuộc thi thể thao, thi về nghiệp vụ chuyên môn giữa các đơn vị, xây dựng các chương trình giao lưu, chương trình hội diễn văn nghệ quần chúng, phát huy được vai trò của các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong công ty. 10 năm hình thành là 10 năm phấn đấu với nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên Taseco, bằng sự đoàn kết nhất trí, chung sức để tạo dựng thành công. Con thuyền Taseco đã vượt qua được bao sóng gió và khó khăn của nền kinh tế. Từ 35 lao động ở thời điểm ban đầu, hiện công ty có gần 1.200 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và hết lòng gắn bó vì sự phát triển chung. Từ xuất phát điểm chỉ là một điểm kinh doanh dịch vụ nhỏ, đến nay Taseco đã phát triển theo mô hình công ty mẹ con với 8 công ty thành viên và 5 công ty liên kết. 10 năm phát triển với bao nỗ lực phấn đấu, Taseco đã được nhiều tổ chức ghi nhận. Đây là những thành quả quý báu và đáng tự hào của Taseco sau 10 năm hoạt động. Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành để đạt được những thành quả nhất định như ngày hôm nay, Taseco luôn giữ vững cái tôn chỉ hoạt động của mình, đó là chung sức tạo thành công. Chung sức của tập thể cán bộ, nhân viên trong công ty để xây dựng công ty ngày một phát triển. Chung sức cùng các đối tác, khách hàng, bạn hàng để tạo dựng thành công chung. Chung sức tạo thành công và chữ tín của doanh nghiệp luôn là tôn chỉ hoạt động và tiêu chí hàng đầu mà Taseco đã nỗ lực xây dựng, bảo toàn và đồng hành trong 10 năm qua cũng như trong những chặng đường phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Trong những năm tiếp theo, sự đoàn kết gắn bó của đội ngũ cán bộ nhân viên vẫn là yếu tố quan trọng để xây dựng chữ tín của Taseco trong lòng khách hàng, vẫn là giá trị cốt lõi để thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực kinh doanh của công ty. Không chỉ phát triển mô hình tập đoàn theo những ngành nghề kinh doanh hiện tại, Taseco còn mong muốn phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác, không chỉ mang lại lợi nhuận về kinh tế mà còn mang lại những giá trị và ý nghĩa cho xã hội.